Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được phát hiện đứt 4 bó cáp ngầm dự ứng lực. Sau khi sự cố được phát hiện, cơ quan chức năng đã cấm xe tải và xe trên 16 chỗ lưu thông qua cầu. Cơ quan chức năng cũng phát hiện cầu bị võng mặt cắt, phần múc thừa của nhịp chính khung và đầu dầm bản của nhịp dẫn đã không còn kê trên gối cầu mà tách khỏi gối cầu và xả mũ một khoảng trung bình từ 3 đến 5 cm. Đồng thời cũng xuất hiện nhiều vết nứt theo phương ngang cầu tại tất cả dầm chủ, bao gồm các vết nứt xuất hiện từ sườn dầm kéo dài hết đáy dầm và các vết nứt kéo dài trong phạm vi đáy dầm. Ngày 19 tháng 9, cơ quan chức năng cũng tiến hành đào thăm dò và kiểm tra việc đứt cáp ngầm. Để khắc phục sự cố, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ lập tổ điều tra sự cố để khảo sát, tìm ra nguyên nhân đứt cáp ngầm dự ứng lực trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Hiện cơ quan chức năng đã hoàn thành phương án sơ bộ khôi phục cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tiên sẽ tiến hành sửa chữa cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, thực hiện căng cáp ngang giữa hai mố. Giai đoạn 2 là hoàn thiện sửa chữa triệt để các hư hỏng đang tiếp tục được các đơn vị và chuyên gia về cầu đường trao đổi xây dựng phương án.